Tôi thấy là dì hai đã bị thương tại phim trường trong một cái pha té ngã, là dì đã bị chấn thương vùng nách. Bây giờ là dì hai phát biểu cảm nghĩ đi. Thì xin về nghệ thuật, khán giả nhớ nghe, tới ủng hộ dì hai, ủng hộ phim nhiều nhiều nghe không? Trời ơi đau quá à. Nhưng mà vui, cảnh quay rất là thành công. Nhớ tới ủng hộ phim nhiều nhiều nghe bà con nghe.